cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng, tông đồ cầu nguyện, cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Lạy Chúa, con ở đây trước mặt Chúa và buổi sáng của ngày mới này cũng là lễ kính thánh Anna và Gioan-kim, song thân của Đức Trinh Nữ Maria. Các ngài đã cho phép Chúa Giêsu sinh ra ở một mảnh đất màu mỡ. Hôm nay, con muốn trái tim mình là mảnh đất nơi mà tình yêu, sự tha thứ và niềm tin nảy mầm như hạt giống đã gieo. Có những hạt lại rơi nhầm đất tốt, nên sinh hoa kết quả, hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Con xin dâng lên Chúa cuộc sống của con, xin Ngài biến đổi đời con nên khí cụ tình yêu của Ngài. Xin cho lễ vật của con trong ngày hôm nay được đẹp lòng Chúa và hiệp nhất con với Chúa. Con sẽ cố gắng tham dự thánh lễ để cầu nguyện cho tín hữu Công giáo biết đặt bí tích thánh thể làm tâm điểm trong đời sống của họ. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày. Vào giữa trưa, con tạ ơn Chúa và con hướng cuộc đời mình về Ngài, đấng không thể thiếu trong cuộc đời con. Hạt giống lời Chúa đã được gieo trong lòng con. Con canh chừng để mặt trời không đốt cháy nó và gai góc không làm nó nghẹt thở. Điều đó phụ thuộc vào việc chúng ta trở thành mảnh đất tốt, không có gai góc và sỏi đá, nhưng được cày xới và chăm sóc cẩn thận để sinh hoa trái tốt cho chúng ta và cho tha nhân. Lạy Chúa, xin tiếp tục hướng dẫn từng bước chân của con để hoàn thành thánh ý Chúa. Cùng Chúa Giêsu buổi tối. Vào ngày lễ kính thánh Gioan-kim và thánh Anna, con cảm tạ Chúa vì từng khoảnh khắc của món quà sự sống mà hôm nay Ngài trao ban cho con. Cuộc đời con là một phần trong chuỗi yêu thương từ ông bà cha mẹ. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì hoa trái của hy sinh, tình yêu và chăm sóc gia đình con được nhận từ các ngài. Xin ban cho con sự kiên trì để tiếp tục sinh hoa kết trái. Xin tha thứ cho con những lần con bỏ lỡ cơ hội được phục vụ, để rồi sống những phút giây vô vị và nhàn rỗi. Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa cuộc đời con, bởi chỉ có bên cạnh Ngài, bước theo Ngài, con mới không lạc lối. Xin cho con ân sủng để ngày mai con biết sinh nhiều hoa trái tốt lành. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.